Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc quản lý thu phí tại chợ truyền thống do xã quản lý trên địa bàn cả nước còn nhiều bất cập. Bất cập từ việc chợ họp lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, cho đến bất cập trong công tác quản lý nguồn thu phí chợ có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước. Một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là do ban quản lý chợ và chính quyền địa phương đã thiếu kiểm tra, giám sát, gây bức xúc trong dư luận. Phóng sự phản ánh theo đơn thư công dân tại chợ Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu. Thời gian qua, công dân Giang Lê Hân ở thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về những tồn tại bất cập tại chợ Đông Tảo, như chợ họp không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường giao thông, thậm chí chợ họp lấn chiếm cả khuôn viên sân Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo. Có rất nhiều cái bất cập về cái vấn đề là ở cái chợ Đông Tảo này. Thứ nhất là Ủy ban này là cho họp chợ ở trong sân Ủy ban, và thứ hai là họp chợ ở các cổng trường, ví dụ như là mầm non cấp 1, cấp 2, và cái đặc biệt là đỗ xe cho họp chợ buôn bán hàng ở ngay cửa cái cổng của nghĩa trang liệt sĩ nhân dân, gây rất là mất là mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. Trước những bức xúc của công dân phản ánh, ngày 31 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản số 289 chuyển đơn của công dân Giang Lê Hân đến lãnh đạo huyện Khoái Châu để kiểm tra xác minh, giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm vi phạm nếu có, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Về cái trật tự an toàn giao thông thì địa phương cũng chỉ đạo cho lực lượng quản lý chợ phối hợp với lực lượng công an duy trì về cái trật tự hành lang an toàn giao thông. Thực tế ngoài chợ lại ngược lại hoàn toàn so với những gì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã phát biểu. Tắc đường vẫn là chuyện diễn ra hàng ngày trên đường tỉnh 382 đoạn đi qua chợ Đông Tảo. Tại khu vực này, không chỉ hành lang giao thông mà cả lòng đường, khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo cũng bị biến thành nơi họp chợ. Tình trạng xe dừng đỗ để bốc dỡ hàng hóa diễn ra ngang nhiên ngay dưới lòng đường giao thông, bất chấp các biển cảnh báo khu vực cấm họp chợ. Cùng với đó là những bất cập trong công tác quản lý thu phí chợ ngay trên lòng đường giao thông và bên ngoài diện tích của chợ. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, tuy nhiên những bất cập tồn tại chợ Đông Tảo vẫn diễn ra hàng ngày không có chuyển biến. Chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng, nhưng mà một số ban ngành cũng có về làm việc, nhưng mà cái vấn đề là vẫn đâu ở đấy, nó không có sự thay đổi nhiều so với trước. Được biết, trong nhiều năm nay, xã Đông Tảo thực hiện quản lý thu phí chợ bằng nghị quyết giao thu cho ban quản lý chợ do xã lập ra. Giao thầu chợ là mỗi năm 1 tỷ tư, đấy, nộp về ngân sách nhà nước, đấy, theo từng quý. Nộp xã cho tài chính xã, và tài chính xã mang kho bạc lục. Đấy là về cái lệ phí. Còn thu lệ phí thì chủ yếu là địa phương cũng quan tâm để thu hút cái bà con, tạo điều kiện cho bà con buôn bán. Cái lệ phí đấy là bao gồm cả lệ phí hàng hóa, lệ phí về vệ sinh môi trường, điện. Người dân đặt ra câu hỏi, vì sao những vi phạm tại chợ Đông Tảo vẫn ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm, hay có sự khuất tất trong thu chi phí chợ? Bởi trong 3 năm 2022, 2023, 2024, số tiền mà xã Đông Tảo giao thu cho ban quản lý chợ nộp về ngân sách xã mỗi năm là 1,4 tỷ đồng. Nếu xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu tổ chức đấu thầu công khai minh bạch, không chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách mà còn giải quyết được tình trạng tắc đường, ô nhiễm môi trường. Qua sự việc này, đề nghị các cơ quan liên quan cần sớm vào cuộc chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những tồn tại và bất cập công dân đã phản ánh tại chợ Đông Tảo, để chợ họp đúng nơi quy định, tránh thất thoát và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua biện pháp đấu thầu công khai, minh bạch, thay vì giao thu cho ban quản lý chợ do xã lập ra như hiện nay.